Xin chào các bạn, như chúng ta đã biết, sau khi hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga Triều được ký kết vào tháng 6 vừa rồi, bán đảo Triều Tiên đang manh nha hình thành hai tập hợp lực lượng đối kháng rất rõ ràng. Nhưng các tập hợp lực lượng này có được duy trì lâu dài hay không thì còn là câu hỏi để ngỏ đến năm 2015. Hai bên chiến tuyến Tập hợp lực lượng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một kịch tính với nước đi rất đáng chú ý của Nga và Triều Tiên hai tháng trước trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Triều Tiên vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, hai nước đã ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với tâm điểm là điều 4, khẳng định hai bên sẽ hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác trong trường hợp Nga hoặc Triều Tiên bị một hoặc là vài nước tấn công. Đây là điều khoản đáng chú ý và báo hiệu khả năng có thể hình thành liên minh Nga-Triều trong tương lai. Tuy nhiên, Nga cũng tuyên bố hiệp định mới được ký kết với Triều Tiên không nhằm tạo ra một liên minh quân sự kiểu phương Tây theo đó, sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng được thực hiện nghiêm ngặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và đóng vai trò ổn định khu vực Đông Bắc Á. Tại cuộc họp báo chung sau lễ ký, Tổng thống Putin gọi đây là một bước đột phá thật sự. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, hiệp định sẽ đóng vai trò là một lộ trình hợp tác trong tương lai giữa Nga và Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ văn hóa và du lịch đến quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết mối quan hệ Nga-Triều Tiên đã được nâng lên một tầm cao mới, Trước đó ông Putin cảnh báo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố nếu điều đó xảy ra, Moscow không loại trừ khả năng gửi các loại vũ khí tương tự cho các đối thủ của phương Tây để họ có thể sử dụng chúng và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ cũng như là các đồng minh. Trên thực tế, hợp tác ngày càng khang khít giữa hai nước không phải là mới được thúc đẩy gần đây. Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Bình Nhưỡng là kết quả của đà phát triển đang lên của hợp tác Nga-Triều, cũng là nhằm đáp lại chuyến đi đến Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2023. Ngày 28 tháng 3 năm này, Nga cũng đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc gia hạn ủy quyền hoạt động của nhóm chuyên gia độc lập theo dõi việc thi hành các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện lần này giữa Nga và Triều Tiên đã có tác động chưa từng có tiền lệ đến lập trường chính sách của Hàn Quốc đối với việc viện trợ vũ khí cho các bên tham gia xung đột. Trước khi hội nghị thượng đỉnh Vladimir Putin Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng, Hàn Quốc vẫn luôn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp áp lực từ phía Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang cân nhắc đảo ngược chính sách này, đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với NATO. Tổng thống Hàn Quốc John Yoon Suk Yeol đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ ba liên tiếp kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Hàn Quốc và NATO cũng đang có kế hoạch thiết lập cơ chế hợp tác về viện trợ cho Ukraine, thảo luận hợp tác về công nghiệp quốc phòng và tìm hiểu các khả năng mở rộng trao đổi thông tin tình báo giữa hai bên. Trung Quốc là một bên lấp lửng. Mặc dù có quan hệ gần gũi với cả Nga, Triều Tiên và không hài lòng về hợp tác ba bên Mỹ, Nhật, Hàn trung quốc vẫn tỏ ra thận trọng trước hiệp ước nga triều mới được ký kết ưu tiên cao nhất của trung quốc đang là giành vị trí số một trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu với mỹ giải quyết các vấn đề về kinh tế trong nước hiện nay để tập trung nguồn lực cho các mục tiêu này trung quốc cần môi trường hòa bình ổn định xung quanh nhất là ở đông bắc á nếu trung quốc không có nước đi khôn khéo giữa hai tập hợp lực lượng nga triều và mỹ nhật hàn để tránh căn dự trực tiếp vào hai điểm nóng ukraine và triều tiên môi trường ổn định mà trung quốc đang cần sẽ bị đe dọa cho đến nay, Trung Quốc vẫn đang ứng xử hài hòa với các bên để đảm bảo mục tiêu đó. Trong khi không viện trợ quân sự trực tiếp cho cả Nga và Triều Tiên, Trung Quốc vẫn duy trì phối hợp nhịp nhàng với Nga trong Boris SCO kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao với Nga và Triều Tiên trong năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Nga Putin tại Bắc Kinh vào tháng 5. Cử ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Chủ tịch Quốc hội, thăm hữu nghị Triều Tiên hồi tháng 4. Trung Quốc cũng đã bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc theo dõi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên ngày 28 tháng 3, trong khi tìm kiếm quan hệ thân thiện với Hàn Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung, Nhật, Hàn lần thứ 9 tại Seoul do Hàn Quốc là chủ tịch luân phiên năm nay tổ chức vào ngày 26 đến 27 tháng 5, chính thức nối lại cơ chế thường niên sau gần 5 năm ngắt quãng. Đáng chú ý, Trung, Hàn cũng đã tổ chức đối ngoại ngoại giao, an ninh 2 cộng 2 cấp tứ trường tại Seoul, Hàn Quốc và chỉ một ngày trước khi Nga-Triều Tiên ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện. Trong thời gian tới, quan hệ hợp tác Nga-Triều sẽ tiếp tục phát triển nếu như không có sự thay đổi về chính sách đối với Triều Tiên của Mỹ và Hàn Quốc cũng như là bước ngoặt mới trong tình hình chiến sự tại Ukraine. Mặc dù vậy, việc thực thi điều 4 của hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ vấp phải một số trở ngại ở thời điểm hiện tại. Từ góc độ của Nga, mục tiêu cao nhất vẫn là giành thắng lợi trong cuộc xung đột ở Đông Âu Việc hỗ trợ phòng thủ cho Triều Tiên sẽ làm giàn trải lực lượng của Nga trên hai mặt trận cùng một lúc trong khi Nga đang thiếu hụt vũ khí. Thêm vào đó, cũng có ít khả năng Triều Tiên sẽ bị tấn công từ bên ngoài. Mỹ đang cần tập trung cho bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới với nhiều diễn biến hết sức khó lường như việc ứng viên Donald Trump bị ám sát hụt cho đến việc đương kim tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tương tự ở Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đang cần giải quyết các vấn đề phức tạp của chính trị trong nước, đối mặt với áp lực lớn từ người dân Hàn Quốc trong bối cảnh nhiều người ký vào đơn kiến nghị trực tuyến yêu cầu luận tội tổng thống. Trong bối cảnh như thế, việc đẩy khủng hoảng với Triều Tiên lên cao vào thời điểm này sẽ càng làm lung lay vị trí lãnh đạo của ông Yoon. Về phía Mỹ, Nhật, Hàn, kịch bản vắng bóng của hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Yoon Suk Yeol ở Mỹ và Hàn Quốc sau năm 2024 và 2027 sẽ đặt dấu hỏi lớn cho sự phối hợp lâu dài của hợp tác ba bên. Nếu như không có những nỗ lực chủ động bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản của Tổng thống Yoon, có lẽ hội nghị thượng đỉnh tại Travis lịch sử đã không thể diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ có hướng triển khai chính sách đối với vấn đề Ukraine, Triều Tiên như thế nào? Kịch bản Trump 2.0 có thể tạo ra những biến chuyển mới cho cục diện bán đảo Triều Tiên hay không? Đây là những câu hỏi vẫn còn để ngỏ câu trả lời đến năm 2015. Về phía Trung Quốc, nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục án binh bất động, không có động thái can dự rõ ràng vào những rối gian ở bán đảo Triều Tiên hiện nay ít nhất là trong năm 2024, khi chưa có sự thay đổi lớn về chính sách của Mỹ, Hàn Quốc đối với vấn đề Triều Tiên cũng như là tình hình chiến sự ở Ukraine. Việc ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Mỹ Joe Biden và quản lý cạnh tranh với Mỹ hậu Biden cũng là vấn đề thuộc ưu tiên cao hơn của Trung Quốc thay vì quan tâm thúc đẩy đối ngoại phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên ở thời điểm Trung Quốc đang cần giữ cho Đông Bắc Á ổn định như hiện nay. Việc này sẽ giúp cho Trung Quốc có thể toàn tâm tập trung vào việc phát triển trong nước cũng như là tăng cường sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Gần đây nhất, Nga và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về nỗ lực tạo ra các mũi nhọn tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Theo thông cáo, chung ngày 21 tháng 8, sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 29 giữa những người đứng đầu chính phủ Trung Quốc và Nga, hai nước sẽ cùng nhau mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Thông cáo cho biết, hai bên nhất trí sẽ cùng nhau nỗ lực để tối ưu hóa cơ cấu thương mại, tạo ra các mũi nhọn tăng trưởng mới cho nền kinh tế của hai nước và kim ngạch thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Hai nước sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác cùng có lợi ở Bắc Cực tăng cường hợp tác trong phát triển vận tải biển, an toàn hàng hải, công nghệ tàu cực và xây dựng. Đồng thời sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của mình tích cực tham gia vào hợp tác các tuyến vận tải biển Bắc Cực dựa trên các nguyên tắc thị trường và đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ hệ sinh thái Bắc Cực, thông báo nhấn mạnh. Bên cạnh đó, hai nước sẽ tích cực mở rộng thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng việc tiếp cận sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thịt chế biến từ Moscow sang Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất như vậy tình hình bán đảo triều tiên đang trở nên ngày càng phức tạp với sự hình thành của hai tập hợp lực lượng đối lập sau khi nga và triều tiên ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện tuy nhiên tính bền vững của các liên minh này vẫn còn là một dấu hỏi lớn hàn quốc và nato cũng đã đẩy mạnh mối quan hệ để đối phó với tình hình căng thẳng của liên minh nga triều vì vậy trung quốc dù có mối quan hệ gần gũi với cả nga và triều tiên vẫn duy trì thái độ thận trọng tập trung vào mục tiêu ổn định ở khu vực đông bắc á sự phát triển của mối quan hệ này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính trị quốc tế và nội bộ của các quốc gia liên quan Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.